Nam Mô A Di Đà Phật. Xin kính thưa quý vị, thì đây là ngôi thờ của quý vị Tam Bảo Quan Thể số 1, Quan Thượng Đăng Đại Thần, hàng trăm quan. Và nơi đây là điều đặc biệt, mọi người thấy một cái gò đất nhô lên nè, nó nhô lên như thế này quý vị, tự nhiên nhô lên đó, ở dưới ngay bàn thờ. Bây giờ bác nói là nó đã sập xuống rồi. Đây quý vị, đó mọi người thấy không, nó không có cái lằn nứt đặc biệt như thế à, nó không có cái lằn nứt, nó không có cái lằn nứt chỉ bung ra, nó chỉ liền luôn ha. Nó nhô lên như thế này ngay cái đường giữa thôi, xung quanh thì không có. Này để góc độ này mọi người nhìn thấy dễ, nó mọi người thấy không, nhô lên đó. Ở đây thì thẻ, ông thẻ ở đằng trước. Thưa quý vị, đó học Đông Bộ à, xung quanh á thì đây này, mình sẽ quay mọi người xem. Ở đây có nhà nghỉ nha, à, khách này kia hay gì á. Là ngài ghế vua, nhà thờ của Quyền Thất Tổ, Đức Thầy, Võ Tướng An Bang Tế Thế Chấn Sơn Hà, Văn Thần Táo Quốc Bảo Văn Binh Vũ Tru, Thỉnh Cung Vị Chi Hội Đồng Trăm Quan. Này nhìn Đức Cố, Đức Phật Thầy Thế An, 12 ông đạo, Đức Phật Thầy Thế An quý vị. Dạ. À nước các bạn. Dạ cho con xin ly cũng được. Đi con mình à? Dạ con đi mình lên à. Dạ. Thuốc này vô quá chắc quá quá mạnh. Dạ. Yeah. Bác hồi đó giờ bác giữ ngôi thờ này ở đây, có thấy những cái điều gì đó về cái sự ơn trên với bác không bác? Không thấy. Cái chuyện gì mình thấy của trời Phật thì mình kết luận, còn lắm khi mình thấy tầm bậy tầm bạ đó. Kết luận thì cái đầu tiếu mà thổi. Cũng như nổ đó, không có cô đâu, cô đây, cô nó giúp. Không có tu nhà, phải có tu nhà công an mới mời tu nữa. Cô nghe nó nổ cái bóp cái, cô đi ngang nó cái, gắn nó quấn, cô không biết gì, xem lôi cô vô đó. Vậy hả? Lôi vô đó. Cái, tới chừng cô tỉnh lại, cô đi hơn, cô gầm gầm mới gắn, dốc tình tôi đó, dám đầu, dám thùng cùng anh, để tôi để trong. Sợ rồi mày có cái gì nó mời ra ngoài nó bậy, tôi không có nói vụ đó. Là cái đó là cái gì á? Vụ đó đã cứ nó gạch nổ nó văng lên đó. Nó gạch nó ha. À, mà không dám nói gì mà giúp, nó nổ tôi chát. Đồn đồn. Cái gì mà đồn tầm bậy bậy cái người ta lại công an nó vô nó không cho người ta tới cúng nữa. Dạ. Khó khăn vậy. Như vậy thì cái lúc mà nổi cái lên là khoảng lúc bao lâu rồi đó? Không có biết mẹ gì bằng đêm hôm là làm nào tới mình ra mình thấy cái gì đó.
định nó vậy thôi, mà khi nào nó nổ lớn thì phải văng bể gạch trong này kia, còn cái này nó cũng bể. Mà không nghe tiếng nổ ha. Dạ. Nhưng mà cái đó vào khoảng lối thời gian nào bác, tức là ngày tháng á? Không biết, bây giờ nó nói chú giờ lớn tuổi quá. Mà khoảng năm nào bác? Mới đây nè, hôm bình dịch năm trước nè. À. Nổi lên, nó nổ lên là bình dịch đó. Nổ lên là bình dịch đó ha. Ờ, à, tôi cũng trưởng ban đây nè, tôi không biết làm sao, tôi nói vậy lộn xộn quá vậy sao vậy. Để đây là ta giếng đông quá, công an tới nó không cho tôi giếng, đóng cửa. Tôi nói anh em mình không thông cảm đi, giờ trong này mình đó, anh em mình tôi là đi xuống là gian giái. Bây giờ nổ gì cũng biết rồi phải không? Giờ đâu không có gì đâu, giờ ông xuống gì cho nay máy, dân chúng mà bằng ăn. Rồi sao giái gì vậy mà còn lại ấy, nó xuống sáng nó xuống hai phần. Nam Mô A Di Đà Phật á, là cái nơi đó nó... À, xuống, hôm hở nó là ba phần vậy nè. À. Tôi nói là ba phần vậy nè mà nó xuống cái đấy. À. Thấy nó đến nhẹ rồi không có gì. Hằng chi không gai nó. Màu nhiệm quý vị, nó rất là màu nhiệm. 4-5 bữa gai tôi đi khỏi ở nhà. Ừ. 5 bữa gai tôi khỏi ở nhà, gì không nó lên lại. Tôi u lại cho em trước, nó mới xe dịch rồi. Mà tôi sợ nó đụng với ông nội này, ông sao ông giống cái bệnh dịch quá. Sợ nói lên là bệnh dịch lại nữa nè. Dịch lại, tôi giái hoài, tôi đi ngang, tôi giái cho mềm bánh chua, tôi nói ông gán độ gì không ơi. Ông xuống dung luôn, chứ đi đâu đi vứt cho rồi thì cũng mừng. Dân chúng mình nghèo, khổ. Bây giờ chết, nói chứ chết cho nghèo không? Giàu có, người ta hở đau nhất mình, người ta chạy rồi phải không? Người ta chạy chữa rồi. Còn mình không có, nghèo, khổ, tội nghiệp. Như vậy thì cái khoảng thời gian, cái này là mới nổ có một lần thôi đúng không bác? Mới một lần, mà này, cái này ông ấy ghi ở đây không? Ở trên Vinh Đức Cố, trên số 5 nó cũng có nổ nữa. Cũng có trước sau này nó 10 bữa gì nè. Vậy hả? À, ở số 5 á. Vinh Đức Cố, số 5 Đức Cố Quảng ở đằng Đồng Sơn Trung đó. Dạ, dạ, Vinh Sơn Trung. Dạ. Nổ rồi nằm chỗ nào bác? Nổ cũng ngay chỗ chánh điện đó. À. Ừ. Wow, là nổ sau cái này? Cái đó nổ trước. Cái đó nổ trước. À, trời nói trước. Mà giờ nó không có gì rồi, mình thôi mình kể như là cái gia đình mình, cái nhà mình ở đây trong này thì đem cái tâm linh phải không? Còn như nhà mình lắm khi mà chú lót bằng gì lắm, khi chú thấy cái bao gạo nó nặng hay gì đó. Đồn ha? Nó đồn, giật mình đó, nó nứt nó nở lên. Yeah. Nhưng mà khi nứt nở là cái dấu hiệu nó khác. Còn yeah, trong này mà nó nở như không đó là có chuyện đó. Dạ yeah, đúng rồi, trong đình, trong dinh, trong yeah, chùa. Mà tự nhiên nó nở lên vậy không có đụng chạm gì. Là có chuyện á. Thấy cái gì nó em thì để cho nó em chú ơi. Dạ. Chứ vẽ ra chỉ ăn uống gì vậy. Chú thấy như cái đồng tiền người ta cúng gì tao ở đây. Giữ cái chìa khóa trưởng ban, giữ cái chìa khóa dưới này nè. Còn phó ban giữ cái chìa khóa trên thì lâu lâu có một chuyện bằng gì đó. Dạ. Rồi hai anh em xúm lại mở ra đang bằng đó, cái đó mới bằng hai mấy triệu đó. Tất cái nhà cơm đó đó. Dạ. Làm sao cũng hết mấy chục triệu mới gài đó. Trả đợi cho xong rồi đó. À, như vậy là cái lúc mà nở lên như thế đó là kiểu như là không có bung gạch gì lên, không có sửa chữa gì chứ, nhẵn để nguyên vậy luôn. Để nguyên tự lên xuống à? Dạ. Yeah. Hồi lại cứ ngắt nó cho nghe đó. Nó đừng có chết nội rồi, không dám nói người ta đồn tính ông nội. Lại cứ ngắt nó là sao bác không nghe rõ? Mấy ông lại với ông lại á. À, lại chỗ đó đó ha. Ờ, đi tiếng đi coi rồi lại cứ ngắt ra chân, rồi cũng chết. Ta đồn nó về một, nó hai, nó ba, nó công an vô, nó không cho, đừng cúng nữa. Dạ. Xuống được mừng. Chứ ta cúng tiền thì thấy cháu giờ ta bỏ vô trong này 100.000 bạc. Ừ. Nhà cháu giờ có 1 tỷ bạc rồi giờ gì. Cỡ đó không có, chú lấy cháu lấy cháu xài đi, 100.000 nó đỡ mấy bữa nay nè. Tới chừng có 3 tỷ rồi, không biết ông này ở đâu mà trả ông. Thiếu 100.000 mà thiếu nợ ông không biết được tiền đó. Ông bây giờ tìm đâu chỗ nào mà trả ông nữa. Mắc nợ nguy hiểm. Cái đó chú chết chứ biết cái đời nào trả không được là con cháu mình nó trả đó. Hèn chi nó khó lắm chú ơi, chứ không dễ cho. Hèn chi làm đây nè. Ta nói ông Tám ông khá, ông giàu, sao có ông ấy hoài. Chiều như đây tới chiều lắm khi người ta có cúng lẻ lẻ 10.000 50.000 khi bỏ bà chú làm. Chiều đang cho mấy người ta rửa còn vệ sinh rồi. Yeah. Người ta quét, ông bác quét là người ta cho ông 20 ngon gói thuốc hút. Nghèo ra đây ta ghiền thuốc rồi đó. Làm mấy không ông, quả. Mấy ông giàu người ta đâu có làm.
hay là cầu vệ sinh nó lau vô giấy ai mà làm, mà nên bà lại người ta làm thấy mình thấy cũng mang ơn đó. Thì như lấy cho chứ phải như một vài bữa là chú làm đủ, còn này nó năm đời hoài sao chú nói. Dạ. Lấy cho người ta. Chứ tao có nó ngay không có thiếu cái chuyện dùng nữa rồi. Dạ. Như cái chỗ ông thẻ là phát hiện được khoảng thời gian nào bác? Cái ông thẻ nè. Dạ. Ông nội về có rồi. Là có trước ha. Pháp chưa qua là có rồi. Là có trước nổi lên sẵn vậy hả? Sẵn là gì đó. Ừ. Hàng chi với mấy người ở trong làng trong xóm này già lão cỡ trong ngoài mấy năm trước không nói là ai là cũng có theo nhất định là phải ở chỗ này không. Hàng chi mình bây giờ với thầy không thể dễ chứ hồi đó đâu có cho nó như các chỗ đâu thờ không thể được à, gặp ông thể mới thờ được. Ừ. Cũng như giờ ông thể số 4 nó đâu có thờ được để đền đức cố, đền thờ đức cố. Dạ. Ừ. Ông ở tỉnh Kiên Giang cũng nói cũng đúng, như tôi giờ tôi làm ông tỉnh đó chứ cũng vậy. Bây giờ mấy ông kiếm gặp đi tôi cho. Cho định danh thờ nha. À, muốn thờ mấy ông nó thẻ là thẻ nó thờ. Bây giờ mấy ông không có gặp ở trung ương nó vô nó bộ ăn hối lộ hay gì. Thẻ đâu chỉ coi. Không ăn hối lộ sao mà ông không có thẻ ông dám cho. Là ông đồ mất chức. Thì nói tao làm việc đâu ra đó. Dạ. Chị không biết rồi nó nói sao mà không cho. Cái đó thờ nó kỹ ở trong cái chỗ cụ quyền đó, để có cái chữ thờ đó là kêu đền thờ Đức Cố Quảng. Dạ. Yeah. Ông đó cũng chịu cho ông 20 ngàn mà nghe ông nói. Ông nghe giảng của thầy quá rầu đại cát văn minh. Ông biết nói một cách bên thì thước tay ông không nghe. Dạ. Yeah. Đi làm con quả đi cho chùa. Thôi con xin phép, cảm ơn bác nha cho buổi chia sẻ. Dạ. Có khi nào đi ra ghé nghỉ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.